Hi, xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng. Lời tiên cho phép Văn Hội xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý anh chị khách hàng đã luôn đồng hành cùng Văn Hội cũng như kênh tư vấn xe hay và đại lý Toyota Thanh Xuân trong suốt thời gian qua. Và bên cạnh Văn Hội đó chính là dòng siêu phẩm model Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G. Ở trong clip mới nhất ngày hôm nay, Văn Hội sẽ review chi tiết hình ảnh tổng quan của xe từ ngoại thất, nội thất, những điểm thay đổi và các chương trình khuyến mại cho trả thẳng trả góp và tổng chi phí lăn bánh. Chúng ta sẽ cùng theo dõi chi tiết clip ngay sau đây. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đi nhanh về phần thiết kế của đầu xe để xem là trên phiên bản 1.8G model năm 2021 thì sẽ có những cái thiết kế gì mới và đặc biệt. Thì anh chị có thể nhìn thấy ngay đây là tổng quan của phần phía đầu xe sẽ có sự khác biệt hẳn so với phiên bản 1.8e CVT. Đó là chính là đến từ cái cụm đèn. Và anh máy quay sẽ tiến gần hơn để chúng ta cùng nhìn tách từng bộ phận một. Rồi, đây là thiết kế của phần phía đèn. Của phía đèn thì chúng ta sẽ thấy ngay một cụm đèn bi LED rất tuyệt vời luôn. Cụm đèn bi LED. Đó, nhìn rất sang trọng. Với cả đèn pha và đèn cốt thì đều được tích hợp vào bóng bi LED này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm cái đấy. Đèn xi nhan thì đặt ở phía trong này, cũng như dải LED ban ngày. Ở dải LED ban ngày sẽ được đặt cạnh ở phía dưới và được vuốt dài sang bên tận phần hông sau. Phần bên hông này rất tuyệt vời luôn. Chúng ta có thêm một hệ thống đèn sương mù công nghệ halogen cho ánh sáng vàng. Thì anh chị cũng biết rồi, một cái nền vàng ở dưới kết hợp với cụm đèn bi LED ở phía trên chắc chắn sẽ tạo ra một cái nền ánh sáng cực rõ, vừa bám đường vừa xa. Còn tiếp theo nữa là dải LED ban ngày này thì cho cái khả năng coi như là nhìn nó hiện đại, thể thao cũng như là cái xe đối diện sẽ nhận diện rất là tốt luôn. Chúng ta còn có thêm phần thiết kế gì? Cũng như phiên bản eCVT thì ở cái phần đầu xe này cũng sẽ có cái phần mạ chrome ở phần viền của đèn sương mù, cũng như là kết hợp với phần viền của đó chính là cái mặt ca lăng cản trước được thiết kế thêm cái phần ốp mạ chrome trông rất nổi khối và thể thao. Còn ở phần phía sườn xe thì sẽ có sự khác biệt gì? Chúng ta sẽ cùng di chuyển. Và đây đó chính là bên phần sườn xe thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt ở trên phiên bản G sẽ đến từ chiếc la răng. La răng trên phiên bản G sẽ lên đến là 17 inch, trong khi đó ở thế hệ trước sẽ là 16 inch. Còn bản eCVT thì sẽ là 16 inch. Ở phần 17 inch này thì chúng ta được sử dụng là lốp Michelin. Lốp Michelin anh chị biết rồi, chắc chắn nó sẽ rất êm ái. La răng 17 inch với dạng la răng phay. Rất tuyệt vời luôn. 17 inch. Còn tiếp nữa, ở phần sườn xe sẽ có sự khác biệt gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Phần nổi bật tiếp theo sẽ đến từ chiếc hệ thống gương. Gương của xe sẽ có tính năng là gập gương điện tự động khi khóa cửa. Khi mà chúng ta bấm nút khóa cửa thì gương sẽ tự động gập vào. Rất hay luôn. Và khi mở cửa ra thì gương cũng sẽ tự xòe ra. Rất tuyệt vời luôn. Và đây đó chính là phần phía đuôi sau của chiếc Toyota Altis phiên bản 1.8G. Để xem cái những điểm mới là như thế nào. Chúng ta sẽ có thêm một hệ thống camera lùi được tích hợp theo xe và sẽ được hiển thị trực tiếp lên màn hình của xe luôn. Thì lúc nữa thì chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong. Chúng ta vẫn có thêm hệ thống cảm biến, cảnh báo va chạm ở phía sau được trang bị theo xe. Ngoài ra thì cái phần ốp body kit ở phía sau cũng sẽ được thay đổi. Còn phần nữa là gì? Phần cốp thì chúng ta cũng sẽ mở bằng cốp điện trên chìa khóa với giữ nút phím trên chìa khóa 3 giây. Rất tuyệt vời. Và phần bên trong cốp này cũng với một cái diện tích rất rộng. Và ghế phía sau cũng được gập thông với khoang hành lý để tiện ích cho anh chị khi mà chúng ta để thêm các đồ vật. Rất hay không ạ? Còn bây giờ để di chuyển ở bên trong xem lần này nội thất của Altis bản 1.8G sẽ là màu đen hay là còn lại là màu be vàng. Chúng ta sẽ cùng di chuyển. Hiện tại Văn Hội đang ngồi bên trong nội thất của chiếc Corolla Altis phiên bản 1.8G. Điều tuyệt vời anh chị thấy không ạ? Từ phần táp ly cửa nguyên một cái tông màu đen kết hợp một cái dải tay nắm này màu được sơn màu ghi bạc. Và chắc chắn nội thất sẽ là màu đen rồi. Xe được trang bị nội thất màu đen rất sang trọng và quý phái. Anh máy quay sẽ tiến gần hơn để chúng ta tìm hiểu từ phần táp ly cửa. Với cái tay kéo này rất to, bản rộng, tay nắm cửa được mạ chrome sang trọng và cao cấp. kết hợp với 4 kính cửa là kính điện và kính lái sẽ auto một chạm cùng hệ thống bấm khóa điện cũng như là khóa kính. Cái phần táp ly này thì chúng ta còn có thêm hai cái hộc để đồ, để chai nước rất rộng. Tiến gần vào bên trong, chúng ta có điều gì? Từ phía trên chúng ta có một hệ thống loa bổng, nghe âm thanh chắc chắn sẽ rất rõ nét rồi. Phần tiếp theo sẽ đến từ cái phần ghế da. Xe được trang bị hệ thống ghế điện lên đến 10 hướng, kết hợp với cái tính năng là bơm lưng, chống mỏi khi mà chúng ta đi xa, tiến lùi, ngả lưng, tất cả đều được điều khiển bằng điện luôn. Rồi chúng ta ở phần các công tắc bên lề này chúng ta có gì? Chúng ta có một hệ thống gập gương điện auto này, cũng như điều khiển mặt gương. Và điều tuyệt vời nhất của cái gương này là khi chúng ta lùi xe, mặt gương sẽ tự cụp. Chúng ta còn có thêm một hệ thống công tắc tắt bật, cảm biến, cảnh báo va chạm sau và hệ thống cân bằng điện tử. Đây đó chính là phần để chúng ta để những cái đồ vật nhỏ, và lẫy của cái phần mở nắp cabo, cũng như là lẫy mở cái phần cốp sau, cũng như là nắp bình xăng. Còn trên vô lăng chúng ta sẽ có những điểm mới là gì? Anh máy quay sẽ ngồi ra phía sau. Vâng, đây đó chính là tổng quan giao diện bên trong nội thất của chiếc Corolla Altis phiên bản 1.8G. Sẽ có sự khác biệt ở thế hệ trước. Đầu tiên sẽ là đến từ cái phần gương này. Từ phía trên chúng ta có một hệ thống gương điện tự động chống chói bằng nút bấm luôn nhá. Ngoài ra anh chị còn thấy một điều gì khác biệt nữa không ạ? Ở phần này chúng ta có một hệ thống cảm biến gạt mưa tự động. Xe sẽ trang bị luôn hệ thống gạt mưa tự động. Khi mà vào trời mưa này thì đây là phần cảm biến của kính trước. Và cái nút công tắc sẽ bấm vào đây. Chúng ta sẽ để ở nước auto này. Xe sẽ chỉnh ở nước auto. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Ok. Rồi. Thế còn bên phần bảng đồng hồ trung tâm thì chúng ta sẽ có những cái điểm mới là gì? Thì anh chị có thể nhìn thấy tổng quan chi tiết ở đây nhé. Chúng ta sẽ nhìn thấy phần đầu tiên, đó chính là cái thiết kế về cơ bản thì cũng sẽ giống ở phía trước thôi. Hệ trước thì chúng ta có một hệ thống là đèn tự động này, cũng như là dải đèn LED. Anh chị có thể nhìn thấy. Tiếp theo nữa, trên vô lăng chúng ta với hệ thống đa phun phím đây, kích hoạt bằng giọng nói luôn nhé. Chúng ta sẽ hệ thống kích hoạt bằng giọng nói. Rất tuyệt vời luôn. Còn phần màn hình sẽ được trang bị điều gì? Phần màn hình này thì chúng ta được trang bị luôn hệ thống đó chính là CarPlay cũng như Android Auto, chìa khóa thông minh này, đúng không ạ? Hệ thống là màn hình thì sẽ có cái kết nối CarPlay cũng như Android Auto. Rất tuyệt vời luôn. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái dây ở trong cái phần cốp này để chúng ta có thể cắm kết nối với điện thoại cũng như là USB. Toàn bộ tông là màu đen, nhìn rất sang. Khi mà kết nối vào rồi thì sẽ có thêm cái phần ứng dụng kết nối ở đây. Hệ thống điều hòa sẽ được sử dụng là hệ thống điều hòa auto. Rất tuyệt vời luôn. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh luôn từ hệ thống điều hòa auto, tắt bật, cũng như là tăng giảm nhiệt độ, tăng giảm tốc độ quạt gió, hướng gió, lấy gió trong, gió ngoài, công tắc AC, cũng như là sấy kính trước và sấy kính sau. Chúng ta có thêm một cổng nguồn 12V lên đến 120W. Ngoài ra thì đây là chính là chiếc chìa khóa để anh chị có thể nhìn thấy chi tiết này. Đây chìa khóa xe của chiếc Corolla Altis phiên bản 1.8G. Từ nút khóa cửa, mở cửa, giữ 3 giây mở cốp sau cũng như tìm xe, giữ 5 giây. Chúng ta có một hệ thống là hộp số tự động. Xe được trang bị động cơ 1.8, 4 xi lanh thẳng hàng, hộp số tự động, CVT vô cấp. Trang bị luôn hệ thống camera lùi theo xe. Anh chị có thể nhìn thấy chi tiết ở đây. Nhà sản xuất đã trang bị luôn một hệ thống cam lùi theo xe luôn. Nó gọi là siêu nét luôn đấy ạ. Văn Hội đánh giá cực cao luôn. Nó rất rõ nét và nó có kết hợp thêm cả cảm biến lùi, cũng như là vạch dẫn đường. Nó sẽ nháy đèn kêu tít tít này. Rất hay luôn. Ở phần hộp tay số chúng ta có số mo cũng như số D và giải M. Ở giải M chúng ta sẽ di chuyển được hộp số bằng tay. Nó sẽ báo lên trên cái phần trên này. Số M1 này các bạn đang nhìn thấy ạ. Ngoài ra thì chúng ta vẫn được giữ tính năng Sport, tăng tốc khi vượt xe khác. Rất tuyệt vời luôn. Còn điều gì nữa? Chúng ta sẽ có tựa tay cho phần hàng ghế ở giữa này. Lần này nó sẽ trang bị thêm một cái nắp khay ở trên này để chúng ta để những cái vật nhỏ và sau đó là tiếp để vào phía trong đây. Sẽ rất rộng rãi luôn. Cái phần cốc này chúng ta có viền benzen mạ sơn mạ bạc này, nhìn rất sang. Rồi, bây giờ đó chính là anh máy quay sẽ quay tổng quan một lần nữa để chúng ta có thể nhìn thấy tổng quan chi tiết nội thất bên trong của chiếc Corolla Altis. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lái thử. Ok, thì Văn Hội đã vừa khởi động chiếc xe lên rồi. Chúng ta sẽ cùng thử lùi đi. Chúng ta sẽ cùng thử lùi. Khi lùi thì cái phần gương tự cụp rất hay luôn. Phần gương tự cụp. Chúng ta sẽ test cái tính năng cụp gương thì anh chị nhìn thấy nhá. Văn Hội sẽ vào cái số lùi này. Vào số lùi này. Đó, anh chị nhìn thấy gương có cụp vào đó ạ. Anh nhìn nhá. Đó, gương đã cụp vào. Rất tuyệt vời ạ. Rất hay luôn. Gương điện tự động chống chói, cụp gương khi lùi xe, điều hòa tự động, màn hình CarPlay, cruise control, giữ ga tự động, gạt mưa tự động, đèn pha tự động, đèn bi LED. Rất sang trọng và tuyệt vời luôn. Vô lăng thì bọc da, điều khiển màn hình iMid thì trên phần trên này, cũng như điều khiển là thoại rảnh tay, kích hoạt giọng nói, cũng như chuyển hệ, chuyển kênh. Chúng ta có cái tính năng Spotify này, được nghe rất nhiều cái nhạc rất là hay, rất tiện dụng. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển ra hàng ghế sau. Chúng ta đang ngồi bên trong nội thất ở hàng ghế thứ hai của chiếc Corolla Altis 1.8G. Anh chị có thể thấy không? Cái khoảng không này nó cực là rộng rãi luôn, cực tuyệt vời luôn. Còn và chúng ta vẫn có tựa tay ở cái hàng ghế sau. Và cái phần sơn mạ bạc đây trông rất nổi khối và sang trọng. Tông màu đen nhìn rất sang. Có giá từ 763 triệu đồng. Một chiếc xe phân khúc hạng C, đầm chắc, thiết kế cực kỳ là thể thao, nhiều trang bị mới. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang phần tổng chi phí lăn bánh và khuyến mại. Và bây giờ thì anh chị sẽ đến nhanh với phần tổng chi phí lăn bánh. Thì vừa rồi đó chính là tổng quan hình ảnh của xe, cũng như là nội thất, các chi tiết mới. Để mà lăn bánh một chiếc xe mà chúng ta lăn bánh ở tỉnh nên xe có giá niêm yết từ 763 triệu đồng. Riêng màu trắng thì sẽ có giá niêm yết từ là cộng thêm 8 triệu đồng nữa. Màu trắng ngọc trai được sơn 3 lớp 763 mà chúng ta cộng với 8 triệu sẽ là 771 triệu đồng. Để lăn bánh ở một tỉnh đang áp dụng mức thuế 10% và nhà nước đang giảm 50% lệ phí trước bạ thì chúng ta sẽ vui lòng chỉ nhân với 5% thôi. 7535 đúng không ạ? 6742 thì đâu đó thì khoảng 40 triệu đồng tiền thuế trước bạ cùng với 763 triệu tiền xe. Chắc chắn là một chiếc Altis phiên bản 1.8G lăn bánh ở một tỉnh đâu đó khoảng 800 triệu đồng, chưa trừ các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Và trong những ngày đặt xe như thế này, anh chị sẽ nhận được ngay 2 năm bảo hiểm thân vỏ cùng nhiều phụ kiện và giá trị tiền mặt cực lớn lên đến vài chục triệu đồng. Cụ thể con số là như thế nào thì kính mời quý anh chị khách hàng hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Còn ở thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta khi lăn bánh vui lòng cộng thêm 20 triệu tiền biển số. Còn nếu ở thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh đang áp dụng mức thuế 12% được giảm 50% lệ phí trước bạ thì chúng ta sẽ nhân với 6% thì đâu đó một chiếc xe bản G lăn bánh ở thành phố Hà Nội khoảng 800 hơn một chút xíu mà thôi. Cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, chỉ nhỉnh hơn 800 một chút xíu vì chúng ta còn cộng 20 triệu tiền biển số mà, cũng như 1% thuế ở Hà Nội. Đó chính là cái tổng chi phí lăn bánh. Còn nếu anh chị trả góp thì đang áp dụng mức lãi suất chỉ có 0,49% trên một tháng. Vậy là 100 triệu anh chị vay thì chúng ta chỉ cần trả có 490.000 đồng tiền lãi. Còn tổng chi phí lăn bánh cho cái trả góp một chiếc xe bản G chúng ta sẽ cần chuẩn bị đâu đó khoảng 250 triệu đồng là chiếc xe đã nằm trong nhà quý anh chị khách hàng rồi. Vừa rồi đó chính là những chi tiết về hình ảnh tổng quan ngoại thất, nội thất, tổng chi phí lăn bánh, những điểm mới trên chiếc Altis 1.8G năm 2021. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Điều thứ hai, hãy bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video nào từ chương trình khuyến mại cũng như là review xe trực tiếp. Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào quý anh chị hàng và hẹn ở video tiếp theo. Goodbye!